Thưa chú quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đánh bài Không Buồn Ngủ. Nhận thấy rằng kiếp sống nhân sanh rất vô thường, sát thân tạm mượn, kiếp người dường chùm gợi bám vào cây, không chi bền chắc. Thế mà nhân loại cứ mãi cuốn cuồng tâm trí, chạy theo bả lợi danh, tranh cùng với đọt, để rồi hơn cùng thua, nhắm mắt cùng ra ma. Đọng mối từ tâm của đấng cứu thế, nên tại nhà thương chợ quán, Đức Giáo Chủ đi đứng nằm ngồi, suy tưởng đến nhân sanh, mà ruột tơ thêm giò khúc. Ngài không ngủ được, liền viết bài Không Buồn Ngủ, để cảnh tỉnh bá gia, kêu gọi nhân sanh, hãy ráng tu hành, trao rồi đức hạnh, để có hưởng đời trung cực sau này. Vậy kính mời chư quý vị bình tâm theo dõi nội dung mà Đức Giáo Chủ đã bày tỏ thiên cơ mà diễn tả cảnh đời thượng nguyên trong tác phẩm Không Buồn Ngủ sau đây. Tác phẩm này Ngài viết tại nhà thương chợ quán năm Canh Thìn, dài 82 câu, trân trọng kính mời. Chương trình diễn ngâm sẽ do các độc giảng viên thực hiện. Trương Thị Thanh Nga, Nguyễn Ngọc Tâm, Lê Thị Úc Hợp, Phan Văn Dũng thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay lại sao ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ổ rô nỗi niềm xa. Hình như say chén rượu quá khề khà, nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng, đường danh lời đua chén mùi ông ông, đâu có màng tiếng giọng của người tu. Cảnh thế gian dường thế chôn ao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đăng. Nói cửa thanh ôi người càng hoành, chôn nhà ma chen chút qua thiên đông, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh. Thương trăm họ ruột tơ thêm giò khúc, để trí suy dục thúc cả môn dân. Bồng hay đâu nghi ngục khỏi vua tần, tăng sĩ phải gắn dùi nơi ác an. Nào ai biết tâm ta đời bác làm, kiếp gửi dương chùm gửi bám vào cây. Ở thế gian rõ kẻ chân thầy, giấc sanh chung lìa nơi sống mê khổ.
Cõi trần thế biết bao điều ấy ô, hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma. Chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy cuộc nhân quả, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đau. Thoát tuổi ấy là thời thơ ấu ở mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu, lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật thánh dạy người trung lần hiu. Con nghịch phản đều mang câu đàm tiếu, giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. Lòng sắt son giam sánh nổi ngàn vàng, khó mua chuộc những người đầy liêm sỉ. Đường xa mới rõ biết tài ngựa khi lúc nguy nan, tường tận kẻ vô lương. Phụ ông cha làm lắm thôi bảo cường, dành ăn cùng ghét cháu. Trời sắp môi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn cái ấy dung thân. Nên thở xưa trời cuộc phong thần, việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiền, mong tạo hoa sắp sông tuồn cổ điển đặng nhớ xanh kiến cảnh thấy bệnh hoàng. Ngó lời khuyên nhân loại khắp gần xa, sang tu tình hướng đời chúng cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khai hoàng can. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quan. Trên kẻ chỉ lấy công bình phân đón, dưới vàng dân trăm họ được im liềm. Trẻ với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền cán kỳ. Đạo tôi Chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt giới ghi xương. Đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường,
đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng ngoại tổ với cầu gì. Thêm kính nhường anh chị kẻ cô chi, mắt chẳng thấy lộ gian phi xảo cha. Đạo bè bạn bắt phân nhân với ngã chữ nghĩa tình sắc đa mãi bền gan. Trên non tiên văn dặn tiếng phụng hoàng, Phật tiên thánh an ban cùng định quốc. Đời xuất thanh to bài câu tim tất ráng giữ gìn, kẻo mất giống hiền xưa. Nhận thói hư tật sâu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Ta kể sơ ít điều cho dân tắc ước mong, đời sẽ kỹ đằng tu hành. Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Đến đây ngạo ngang diệt trần, thôi dừng bút lại định thần xét suy. Giàu sang lắm kẻ vô nghị, ý mình trên bậc kể vì nghĩa nhân. Chẳng kiêng chẳng để Phật thần, si mưu làm quay nghiệp trần phải mang. Vì chân ta mắc tai nạn, lòng thương trăm họ lỡ làng từ nay. Cầu trời Phật độ tiêu tai, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời. Nam mô